này ăn miếng kẹo ngô. Tiện cho tôi hỏi có bầu chưa fan? Bạn nào chưa có thì bơi hết vào đây giải đố. Đoán tên các bài hát hot trend cùng chị Kỳ nhé. Let's go. Câu 1, đố bạn đây là bài gì? Wayne Evan bắt tai ghê. Đang buồn mà nghe bài này tâm trạng vui lên là chắc. Câu 2, đố bạn biết TikToker nào đang đu trend tò tê tí? Che đi sự xinh đẹp đâu chị Quỳnh Bê ơi. Nhảy cuốn vậy sao mọi người hay gọi là Mẫn Nhi. Câu 3, bài hát này dành cho tim nhẹ nhàng. Đố bạn đoán được tên đấy. Chị Kính hơi bị mê bài Trái đất ôm mặt trời luôn. Con mà fan thích mặt trời hay là mặt trời, hát cùng nhau nhé. Tuy quên mà lạ nè, các bạn có nhớ tên của bài hát này không? Bài này là Bật Tình Yêu Lên nhé, hay ơi là hay, nên lọt top 10 bài hát được yêu thích nhất năm luôn. Chỉ cần một khắc cùng nhìn dòng người, bên em trong những đêm mơ tuần rơi, anh bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lăn nhanh như tôi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa. Đưa em đến vùng trời, đến vùng trời yêu thương. Câu 5, đố bạn idol nào đang đứng cạnh Ngân Hà? Chỉ cần một khắc cùng nhìn dòng người, bên em trong những đêm mơ tuần rơi, anh bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lăn nhanh như tôi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa. Đưa em đến vùng trời, đến vùng trời yêu thương. Thì ra là chị đẹp Min Min. Ngân Hà và Min đứng cạnh nhau đúng là đỉnh cao nhan sắc mà. Ngắm cả ngày không biết chán luôn. Câu 6, chị Simi đu trên gì đây? Trên biến hình. Này baby ơi, em là thị bầu, em không biết đâu, em cứ bắt đèn, gọi mẹ thương cha, anh ta cả làng, cho em lấy chàng. Tình tang tang tình tình tang, tang tình tang tình tình tang, tình tang tình tình tang đi. Bỏ lòng nữa cơ. Câu 7, ba thị màu của ca sĩ nào? Hit lớn của mẹ bé bo thúi đó. À, mà cho bạn nào biết thì đó là ca sĩ Hoàng Minzy nè. Chẳng những xinh mà lần nào cũng quẩy hết mình nữa đấy. Này baby ơi, em là thị bầu, em không biết đâu, em cứ bắt đèn, gọi mẹ thương cha, anh ta cả làng, cho em lấy chàng. Tình tang tang tình tình tang, tang tình tang tình tình tang, tình tang tình tình tang. Bỏ lòng nữa cơ.
đoán được đây là bài gì không? Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là Aloy. Cũng solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi, anh gửi vào trong câu gấp cho em tính cả tính cả môi. Nhà em có mấy quả đội thì anh cũng tính cả rồi. Bài Aloy hot còn hơn cái nóng của mùa hè. Do sang đông rồi, có ai còn nghe bài này nữa không? Nhớ comment chia sẻ với chị Kính nhé. Câu 9, bài Aloy của rapper nào? U là trời, sao cả hai anh đều có số 2 trong tên thế này? Nhưng chủ nhân của bài Aloy thì chỉ có một thôi nhé. Đó là anh Double Tuti. Ai muốn về bản thì đăng ký xếp hàng dần. Anh Double Tuti ở đâu? Nhiều bạn yêu mến anh Tuti nhưng chưa chắc đã biết đáp án đâu. Quê anh ấy ở bản thì chọn Tuyên Quang là bao chuẩn. Chị Kính gợi ý hết sức rồi đó. Sang phía ngũ xì hồng để gió cuốn muốn bay về đây. Mắt đang chiếu tay ngang chỉ muốn nói 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 nói. Uầy, nọng xinh thế nhở? Cho anh làm quen nhá. Câu 11, tìm mê giáo kéo và hoa quả vô đây mà đoán xem bài hát này nè. Ai cắt đôi nỗi sầu không ngầu nhưng nghe lại rất cuốn. Không tin thì các bạn cứ thử xem, chị Kính không bốc phét đâu. Nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng mình, anh mang theo bên mình bấy lâu. Nỗi đau đã cạn, cơn mưa trong tim cũng đã tàn. Anh bán đi mọi nỗi buồn, để chẳng còn gì ngoài thanh thản. Em ơi anh muốn mỗi tôi đến. Câu 12, ai đã sáng tác bài cắt đôi nỗi sầu? Quá 180 phút trên ngày, hẳn sẽ biết ca sĩ Tăng Duy Tân là người sáng tác cũng như hát bài cắt đôi nỗi sầu luôn. Mọi người thấy anh ấy như thế nào? Chứ chị Kính thấy quá là giỏi luôn. Em lấy cho anh mượn cái kéo. Anh mượn kéo để làm gì? Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng mình, anh mang theo bên mình bấy lâu. Nỗi đau đã cạn, cơn mưa trong tim cũng đã tàn. Anh bán đi mọi nỗi buồn, để chẳng còn gì ngoài thanh thản. Mới đây Tăng Di Tân đã được nhận giải thưởng âm nhạc gì? Chúc mừng bạn nào là fan của anh Tân nhé. Anh ấy nhận giải thưởng nam ca sĩ của năm nè, đánh bại cả Hiếu Thứ Hai, Đen Vâu hay là Binzy luôn đấy. Câu 14, Lê Bống đang đu trên gì? Dễ thế nhỉ? Đây là trend đại minh tinh. Thấy chị Lê Bống tự tin trình diễn chưa kìa? Các bạn fan chị Kính cũng cố gắng rèn luyện sự tự tin trước đám đông nhé. Câu 15, ai đu trend đại minh tinh nhiều nhất? Chị Kính nghĩ trên này các nàng hậu chiếm đa số rồi. Lướt 10 video thì phải có đến 7 cái là do các chị đẹp đu trend. Công nhận nhan sắc của ai cũng là cực phẩm luôn. Thank you.
bài gì? Lời sai thôi. Đây là bài Ưng Quá Chừng của ca sĩ Ami. Ai nghe nhầm thành Tắt Đèn Đi chắc chị ấy buồn xỉu đó. Câu 17, câu cuối cùng nè. Nhìn ảnh con của Hoàng Minzy, bạn có chiến thắng được kèo đổi hình bắt chữ này không? Là đáp án của câu hỏi hóc búa này. Bạn nào đúng thì tự thưởng cho mình một tràng pháo tay. Bạn nào sai thì cũng đừng buồn. Lần sau chúng mình làm lại nhé.